Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế được tổ chức tại Vũng Tàu thu hút 18 đội bóng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là giải đấu được đánh giá cao về mặt chất lượng chuyên môn, vì thế cũng hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn đến khán giả cả nước. Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế 2011 đã chính thức được khai mạc vào sáng nay tại bãi biển thành phố Vũng Tàu. Các đội bóng đến từ quốc gia trong khu vực và vùng lãnh thổ sẽ cùng nhau tranh tài ở 6 bảng đấu. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội chủ nhà Việt Nam 1 gặp đội Kazakhstan. Hai vận động viên từng vô địch giải này năm ngoái là Phan Thị Cẩm Hồng và Nguyễn Thị Tiệp đã có cuộc rượt đuổi tỷ số với đôi vận động viên của Kazakhstan ở thời điểm quan trọng cuối cùng của set đấu thứ nhất. Với những điểm số ghi được ở thời điểm quyết định, đội tuyển Việt Nam 1 đã giành chiến thắng 21-16 trước Kazakhstan. Tuy nhiên sang set đấu thứ hai thì Cẩm Hồng và Nguyễn Thị Tiệp đã không duy trì được thế trận và để cho đội bạn liên tục dẫn điểm với khoảng cách khá xa. Để thua 15-21 trong set đấu thứ hai, đội Việt Nam 1 phải bước vào set đấu thứ ba. Mặc dù rất cố gắng, các cô gái từng đăng quang vô địch giải này năm ngoái đã phải chịu thất thủ trước Kazakhstan với tỷ số 10-15. Trong buổi chiều ngày hôm nay, đôi vận động viên của Việt Nam 1 tiếp tục để thua Trung Quốc 2 với tỷ số 0-2, còn đôi Việt Nam 2 thua Indo 0-2. Như vậy, ở ngày khai mạc, các đôi vận động viên của chủ nhà thi đấu không thành công. Trong lịch sử của bóng chuyền nước nhà tại các kỳ SEA Games đã